Đây thì chiều nay thời tiết nói chung thì cũng thiếu ánh sáng nha cả nhà. Đây nãy giờ thì Vĩnh đứng bên đây để trông chờ thời gian các anh vận động viên ra bơi nha. Đó thì trong khi thời gian chờ đợi đó thì Vĩnh cũng lấy máy và trực tiếp tí xíu để cho vui vui nha. Đó, cái thời gian đợi đó mình tính là ra không bơi, nhưng mà đợi tí xíu thì mấy người cũng các anh em vận động viên đi ra rồi nha. Rồi bây giờ ghe đang bơi ra ngoài nha cả nhà. Đó, để mình nhìn từ xa thì cũng không mấy thấy rõ nha, tại vì hơi tối, hơi mờ. Đó, bây giờ ghe đang bơi ra. Rồi các anh vận động viên cũng đang đi ra để chuẩn bị tập trên vàng một số, còn một số xuống ghe bơi luôn nha. Ghe xuất hiện từ từ. Điện thoại mình quá ý soi máy này. Rồi còn như là tí xíu thì một số người xuống ghe, một số thì tập trên vàng. Đó. Rồi bây giờ hiện giờ thì cũng chưa xuống ghe nha cả nhà. Thì chuẩn bị như là tập trên trên vàng xong mới là sau đó là xuống ghe nha. Đó. Đây. Rồi bữa nay là rất đông anh em vận động viên xuống chuẩn bị bơi trên vàng. Đó, hôm nay là đông đủ luôn nha. Quá đông nha cả nhà. Này rất đông nha, chứ hồi lúc trước á, nghe là tính là đi hai ghe, nhưng mà không biết thời gian sau này không biết đi được hai ghe hay là không, để coi sắp tới coi như thế nào nha. Tại vì là vừa rồi cũng nghe tin là nói đi là thi đấu trên Sóc Trăng là đi hai ghe đó. Đang chạy đua đó. Ê, sao kỳ vậy? Lật tay lái. Tính đụng mới đi rồi. Giờ lại lật tay lái tính sẵn qua đi rồi, trời ơi. Rồi bây giờ đã xuống đầy ghe nha. Đó thì chuẩn bị xuất bến thôi. Rồi chiều nay muốn nhìn thấy rõ hơn nữa thì vào cái trang đăng tải lên nha. Còn cái này trực tiếp mình nhìn không được nét nha. Bây giờ ghe đang bơi ra nha, để chuẩn bị đi ba thôi. Oh,
rồi ra ra sao tí xíu rồi sau đó mới xuất phát nha. Ghe đã đi xa rồi cả nhà ơi. Rồi còn một số anh em đang tập trên vàng nhé cả nhà. Đó thì như là cái thời gian các anh trên ghe đã bơi đi, còn một số vận động viên ngồi trên vàng để tập nha. Còn nói về đi khoảng 15 phút gì đó mới quay lại nha. À, trong khi chờ đợi thì bên đây thì tập một số người không cần phải trong chờ đợi thì mình lấy cái thời gian đó mình để tập trên vàng nha. À, tập trên vàng xong thì khoảng 2 hiệp mới là ghe quay ngược trở về. Đó, rồi sau đó mới là cho vận động viên trên vàng xuống ghe lại. Đó, coi thay thế nếu mà đầy ghe thì lên nguyên ghe, còn nếu mà không á thì thay thế cho hết nguyên vàng này để xuống, còn dư nhiêu thì cho ngồi trên ghe luôn. Đó. Thank you.
đó, người ta đang xa hơi tí xíu để hết mệt rồi sau đó mới là tiếp tục bơi hiệp 2 nha. Đừng đứng cha cha, đừng đứng được, đứng tay cha con. Đứng cha là cái nhất mà thành gì. Rồi bây giờ hiệp 2 bắt đầu nha nha. Thì bây giờ mời cả nhà mình đón xem tiếp tục hiệp 2 nha. Cái gì không to lại cây chám á. Thôi để nó tư đó chụp cho cái đợt chụp cho đợi mình chơi văn hỏi ra. Chú đó mập quá, đứng không được, ngồi đó, đúng không? Đẹp trai lắm á, qua đây coi nè, đẹp trai lắm á. Cái ông mập ngồi đó là đẹp trai lắm á. Đúng rồi. Ê, chú không coi nè. Đây thì cái hàng bên đây cũng là có đốc viên đang như là đang xem mấy anh tập trên vàng nha. Đó. Trên Thái như bên này nè. Rồi vậy là hết hiệp 2 nha các nhà. Đó. Hết hiệp 2 thì tạm ngưng tí xíu, nghỉ xa hơi để hết mệt, sau đó mới là Aga đến thì thay thế cầu thủ nha. Rồi. Rồi cái nhà ấy thì ghe hiện giờ thì đang bơi tới nha. Đó, xa xa đó cái nhà mình nhìn thấy là hai ghe cũng vừa bơi tới ha. Đó. Bây giờ thì mình đứng bên đây thì nó xa quá đi. Nói chung thì cũng có cái tầm phức cũng nhìn. Đó, nên là không mấy rõ nha. Rồi bây giờ thì cái nhà mình đón xem ghe đến này như là màn trình diễn của nước rút ghe của ông Kho như thế nào nha. Rồi đang dần dần bơi tới nha. Không có cái này lớn à. Anh cầm lên. Mới cầm lên.
Xem rất là đông nha. Đây. Quay chú. Ê, chú ơi. Quay chú ơi. Rồi chết rồi. Đó, bên đây cũng đông quá ha. Đó. Nãy giờ chú đi đi mặt không hả? Rồi, đợi ghe bơi tới thì thay thế cầu thủ nha các nhà. Đây. Khi ghe tập bến thì cho các anh vận động viên trên vàng xuống ghe lại nha. Đó, vì là một người xuống một hiệp, hiệp đi hiệp về, à, hai hiệp đó. Chỗ vàng để thay thế cầu thủ nhé các nhà. Đó, bây giờ cầu thủ nào chưa xuống thì cho xuống hết nguyên vàng luôn. Đó, rồi bơi đi, bạn đi bằng gì, lượt đi lượt gì, có lẽ là tối luôn. Đó, bây giờ thì cầu thủ đang chuẩn bị xuống bơi ra để tranh thủ đi xuống sớm nha. Đó. Rồi, ghe đang di chuyển từ từ ra để chuẩn bị xuất phát nha các nhà. Thì mới rồi cũng thay thế cầu thủ rồi. Thì bây giờ đang di chuyển ra nha. Thank you.
xuất phát ra dịp này thì tối luôn đó, giờ đi chuyến này có lẽ là không đợi được nha, tại vì chuyến sau là tối nha các bạn, tại vì là giờ này cũng âm u quá trời cho nên là không có được nét lắm. Nếu như là cái dịp này đi về là mình không có thể nào biết đợi được, tại vì là tối rồi, trong khi đợi được thì cũng không thể nào được như là ghi vỏ nét thêm. Bây giờ chuẩn bị đi ba nha, đó rồi chuẩn bị đi ba nha các nhà. Rồi đề bao quá đã đây cái nhà ơi, mình thấy trắng luôn cái nhà. Và đề ba quá trời, đặc biệt là đề ba rất là ok. Ghe đã đi khuất nha các nhà, rồi mất tầm nhìn rồi đó, bây giờ đang đi vào cái điểm dừng bên kia đó, thì rồi tiếp tục thì các anh em vận động viên trên vàng chuẩn bị tập đó, thì các anh em đi trên ghe thì một số ở lại thì tập thêm hai hiệp nữa các nhà đó, trong khi chờ đợi ghe quay về thì ở trên vàng có thể là tập được hai hiệp nha. Đó bây giờ bắt đầu đi ba. Đó. Rồi thì có lẽ là hết hiệp này, Vĩnh cũng xin khép lại video nha. Vĩnh cũng xin kết thúc nha cả nhà. Tại vì là đợi thêm hiệp sau nữa thì tối quá thì mình không thể nhìn thấy rõ hơn nha, tại vì hình ảnh cũng không được nét cho cái nhà mình xem hết cả nhà. Thế thì mong cái nhà mình thông cảm cho nha, tại vì đôi khi dịch vô đây quay á thì thiếu ánh sáng, có khi là mà không có nhìn thấy rõ này kia, thì có khi là bị mất mưa đó, cho nên là không muốn ghi hình ảnh xấu cho cả nhà mình xem. Vẫn muốn ghi hình ảnh chấm nét hơn tí để cho cô chú mình nhìn thấy nét hơn nữa nha. Đây còn nói về các anh em bên đây cũng cố gắng hết sức để bơi, như là mùa giải sắp vừa ra rồi, chỉ còn mấy ngày nữa cả nhà, thì trong khi festival diễn ra thì các anh cũng hào hứng về hướng tới về festival năm 2024 sắp diễn ra, thì các anh cũng miệt mài tập luyện thôi đó, còn vài ngày nữa thì ra thi đấu ngoài dòng sông mắt rồi của tỉnh Sóc Trăng, tức là thành phố Sóc Trăng của mình nha. Đó, còn nói về festival năm nay cũng đâu đâu cũng là phấn khởi hết cả. Đó, như là những chùa khác ấy, thì cũng tập càng sớm càng quyết liệt hơn nữa, còn riêng ông Ho cũng quyết tâm thực hiện được mùa giải 2024 sắp diễn ra. Cái này là
thì hiệp này hiệp cuối nhưng mà mưa rồi cả nhà, có thể là không hết hiệp là chạy đi nha. Đó, giờ thì nói chung thì Vĩnh cũng xin trước khiếp video trước nha. Tại vì là chuẩn bị mưa luôn rồi, đó, mưa rầm rầm rồi đó. Rồi tối luôn rồi cả nhà, giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Vĩnh cũng kính chúc cho toàn thể một ngày mới tốt lành. Thì Vĩnh cũng hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Rồi, bye bye nha. Quá tối rồi.